trong khu vực bạn đó đã trở thành sự thật với các fan Blackpink tại Việt Nam. Nếu có mặt tại sân vận động Mỹ Đình trong 2 đêm diễn tới đây thì bạn sẽ mặc gì? Hãy đến với những gợi ý từ công thức đẹp. Blackpink, hắc hưởng nên chắc chắn màu sắc đặc trưng của nhóm sẽ là đen và hồng. Hãy biến hóa thật sáng tạo với hai màu sắc này. The Sneaker là một ví dụ giúp thoải mái cho đôi chân khi mình đi concert. Một nhóm nhạc Hàn Quốc đến Việt Nam để quảng bá văn hóa của họ. Vậy tại sao chúng ta không giới thiệu những nét đẹp của văn hóa Việt Nam ngay trong chính sự kiện này? Ví dụ như Phương Nga đang chọn một chiếc áo dài gấm của làng nghề dệt lụa Nha Xá. Chúng ta có thể kết hợp với một chiếc túi lụa theo gen của làng nghề Thanh Hà. Đây là phong dáng áo dài truyền thống. Còn nếu các bạn muốn trẻ trung hơn thì có thể chọn phong dáng cách tân. Một trong những xu hướng mà Blackpink cũng nhiệt tình lăng xê đó chính là Y2K. Ví dụ như đây là một chiếc quần túi hộp và có những món đồ gì nữa? Áo yếm cách tân, nhấn nhá một chút bằng họa tiết, chất liệu co giãn thoải mái, điểm nhấn hoa nổi,